Thưa quý vị và các bạn, chủ động xây dựng kế hoạch ngay từ đầu năm, quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội theo tinh thần làm việc gấp đôi, hiệu quả gấp đôi. Đó là chỉ đạo của đồng chí Đặng Xuân Phong, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tại phiên họp thường kỳ Ủy ban nhân dân tỉnh tháng 1 diễn ra vào chiều ngày 3 tháng 1. Tham dự có đồng chí Trịnh Xuân Trường, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo các sở ngành địa phương. Ủy ban nhân dân tỉnh đánh giá năm 2023 được nhìn nhận là năm đầy khó khăn khi nhiều chỉ tiêu kinh tế quan trọng của tỉnh không về đích như kỳ vọng đề ra. Tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh đạt 5,11%. Quy mô kinh tế Lào Cai xếp thứ 39 trên 63 tỉnh thành phố trong cả nước. Các lĩnh vực giáo dục, y tế, công tác an sinh xã hội, quốc phòng an ninh chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội, quan hệ đối ngoại đạt được nhiều dấu ấn. Tại phiên họp, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trịnh Xuân Trường đề nghị các ngành, các địa phương từ ngay đầu năm tập trung vào giải ngân vốn đầu tư công, đẩy nhanh triển khai các dự án xây dựng, giao thông trọng điểm, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, đẩy mạnh thu hút đầu tư, chú trọng giải pháp tăng nguồn thu ngân sách nhà nước. Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong đánh giá cao những nỗ lực vượt khó của các cấp các ngành địa phương trong năm 2023. Nhấn mạnh về nhiệm vụ trọng tâm năm 2024, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị cần nhận diện, đánh giá chính xác những khó khăn, lực cản hiện tại để có những giải pháp linh hoạt tháo gỡ. Theo tinh thần làm việc gấp đôi nhưng hiệu quả cũng phải gấp đôi. Đảm bảo sự đồng thuận, thống nhất cao trong cả hệ thống chính trị, nhất là phát huy trách nhiệm của người đứng đầu các cấp trong thực thi nhiệm vụ. Chủ động, quyết tâm, quyết liệt ngay từ đầu năm rồi xây dựng kế hoạch, xây dựng đường răng theo tinh thần đó là rõ người, rõ việc, rõ thời gian và rất rõ kết quả. Với cái tâm thế là như thế này, cứ như là những ngày cuối cùng của năm và muốn tạo ra động lực, nguồn lực, chính các đồng chí trưởng, cấp trưởng phải gương mẫu. Tập trung cho cái quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết và lưu ý là gắn với quy hoạch sử dụng đất, đẩy mạnh cho cái thu hút đầu tư. Chúng ta không có doanh nghiệp thì sẽ không có tăng trưởng. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chỉ đạo các cấp, các ngành đẩy nhanh triển khai những dự án lớn có tính lan tỏa, tập trung công tác quy hoạch các lĩnh vực trụ cột của nền kinh tế, ưu tiên nguồn lực phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn, triển khai các dự án nhà xã hội, mở rộng không gian công cộng, quan tâm lĩnh vực y tế, giáo dục, công tác đối ngoại, tăng cường bảo đảm quốc phòng an ninh. Đặc biệt cần phải quan tâm chăm lo chế độ cho những đối tượng chính sách trong dịp Tết Nguyên đán năm 2024.